Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là điểm tin ngày 24 tháng 5 năm 2024. Huế, đại lễ Phật đản của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị phá, băng rôn bị xịt sơn. Hà Nội, cháy nhà trọ làm 14 người thiệt mạng, người dân nói gì? Tiền Giang, truy tố hai Facebooker tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa phúc thẩm ở Trà Vinh tuyên nghi án hai người Khmer Krom. Vào ngày 8 tháng 4 năm Giáp Thìn, tức ngày 15 tháng 5 dương lịch, nhiều chức sắc và tăng ni cùng tín đồ Phật tử của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, viết tắt là Tăng đoàn, từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã hội tụ về chùa Quốc Ân để tham dự đại lễ. Tại cổng tham quan và sân chùa Quốc Ân, ban tổ chức đã cho dựng hai tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kính mừng đại lễ Phật đản và Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thành kính tưởng niệm hiệp kỵ chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất các thời kỳ. Tuy nhiên, ngay đêm trước khi diễn ra buổi lễ, các khẩu hiệu này đã bị xịt sơn, những cụm từ như Tăng đoàn hay Thống nhất bị che sơn vàng nham nhở, chỉ còn trơ lại dòng chữ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Không Tánh, trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đản của Tăng đoàn trong 2 năm qua, cho Đài Á Châu Tự Do biết trong ngày 24 tháng 5. Sự quấy rối, sách nhiễu, phá rối của những cái thế lực vô minh mà họ không có tôn trọng cái sự tự do tín ngưỡng, cũng như không tôn trọng các cái ngày lễ và mùa Phật đản, cũng như cái niềm tin của tín đồ Phật tử đối với Đức Phật trong mùa lễ Phật đản. Nhiều tăng lữ và Phật tử ở Huế cũng như ở một số địa phương khác đã bị công an và chính quyền địa phương đến vừa thuyết phục vừa đe dọa không đến tham dự đại lễ ở tổ đình Quốc Ân. Vị hòa thượng từng bị chính quyền giam giữ nhiều lần sau năm 1975 vì các hoạt động tôn giáo, nói thêm: họ đề nghị là phải theo cái Phật giáo Việt Nam của nhà nước á, thì họ mới cho cái việc thuận tiện trong cái vấn đề là sửa sang chùa hoặc là được thoải mái trong cái vấn đề là hành đạo hơn. Còn nếu như mà ủng hộ bên phía Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Thống nhất á, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có nhiều bất lợi. Vị hòa thượng này còn cho biết, trong ngày đại lễ, nhiều người dường như là an ninh, trà trộn cùng với các Phật tử và ngăn cản người chụp ảnh hoặc quay video. Họ còn dùng thiết bị phá sóng, khiến việc phát sóng trực tiếp buổi lễ lên mạng xã hội không thể thực hiện. Khi hỏi về những kẻ phá rối này, hòa thượng Thích Không Tánh không chỉ đích danh mà chỉ nói: từ lâu thì bây giờ Giáo hội Phật giáo Thống nhất với Tăng đoàn là bị khó khăn, bị đàn áp. Thì tổ chức theo cái nhóm nào hay là cái khuynh hướng nào đàn áp và cô lập gây cản ngại đó, sẽ sách diễu đó, thì tự nhiên quần chúng ta biết thôi chứ. Hòa thượng Thích Không Tánh còn cho biết việc tương tự từng xảy ra tại đại lễ Phật đản của Tăng đoàn cũng tại chùa Quốc Ân vào dịp Phật đản năm ngoái. Có ít nhất 14 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu dân cư đông đúc ở Hà Nội vào sáng sớm ngày 24 tháng 5. Theo hãng tin Reuters, Bộ Công an cho biết lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được 7 người khỏi đám cháy từ tòa nhà 3 tầng trong một con ngõ nhỏ ở đường Trung Kính, phường Trung Hòa, thủ đô Hà Nội. Tầng trệt của ngôi nhà phát ra đám cháy được dùng để làm cửa hàng sửa chữa xe đạp điện và xe máy điện. Các tầng còn lại để gia đình chủ nhà ở và cho thuê trọ. Một người dân ở Hà Nội không nêu danh tính vì lý do an ninh nhận xét với Đài Á Châu Tự Do hôm 24 tháng 5. Ở Hà Nội, những khu nhà như thế này nhiều lắm. Những vụ hỏa hoạn thế này được gọi là những vụ cháy đã được cảnh báo trước. Luật sư Lê Quốc Quân, người từng sinh sống ở gần khu vực xảy ra hỏa hoạn gây chết 14 người, bày tỏ nỗi đau khi nghe thông tin trên và dự báo vấn đề phòng cháy chữa cháy sẽ khó được cải thiện trong thời gian tới. Ông nhận xét qua tin nhắn: luật pháp không nghiêm, chậm hơn thực tế phát triển. Loại hình chung cư mini vẫn chưa được quy định rõ ràng theo pháp luật. Người ta đã bàn bạc về nó nhiều sau vụ cháy làm chết 56 người hồi năm ngoái, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có bước tiến triển nào. Do xây dựng tràn lan, không có quy hoạch và tham nhũng làm cho các vi phạm được hợp thức hóa, nên càng khó khăn hơn cho công tác phòng cháy chữa cháy. Hai người dùng Facebook ở tỉnh Tiền Giang hôm 20 tháng 5 vừa qua bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Truyền thông nhà nước cho biết hai người bị truy tố là ông Nguyễn Đức Thanh, 56 tuổi, ngụ xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, và Nhật Kim Bình, 47 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang xác định ông Thanh đã dùng 13 bài viết với 32 trang tài liệu đăng tải trên trang Facebook cá nhân có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bôi nhọ lãnh đạo đảng nhằm chống phá nhà nước.
ông Nguyễn Đức Thanh bị công an tỉnh Tiền Giang xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân nhưng chưa nộp phạt. Ông Thanh bị bắt vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, ông Bình bị bắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2023. Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh hôm 23 tháng 5 tuyên y án tại phiên tòa phúc thẩm xét xử hai người hoạt động tôn giáo người Khmer Rom là Thạch Chương sinh năm 1987 và Tô Hoàng Chương sinh năm 1986. Hai người Khmer Rom trước đó đã bị tòa sơ thẩm tuyên án 4 năm và 3 năm 6 tháng tù với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cáo trạng của Viện Kiểm sát cáo buộc hai người này thường xuyên tiếp xúc với các tổ chức cá nhân phản động bên ngoài, thông qua các nền tảng mạng xã hội từ năm 2021 đến khi bị bắt tạm giam vào tháng 7 năm ngoái. Báo Công an Nhân dân viết rằng ông Thạch Cương đã thừa nhận có nhận trên 770 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện trong nước và thành lập hội tương trợ vì sự phát triển Khmer do Thạch Cương làm chủ tịch, Tô Hoàng Chương làm phó ban ngoại giao với sự tham gia của nhiều thành viên nhưng không xin phép chính quyền địa phương theo quy định. Hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin tuần sau. Chúc quý vị một buổi tối bình an.